Và tin sau đây cho hay một phụ nữ Việt Nam bị cảnh sát Nhật bắt vì đã trộm đồ trị giá là 256.000 Mỹ Kim. Thưa quý vị, theo như hãng tin Kyodo đưa tin, thì cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một phụ nữ người Việt bị nghi ngờ là ăn cắp đồ tại nhiều tiệm thuốc trị giá là 256.000 Mỹ Kim. Cô Nguyễn Thị Phương Uyên, 21 tuổi, bị cho là ăn cắp vào khoảng 8.300 đồ mỹ phẩm và các mặt hàng khác trong 161 vụ trộm cắp kể từ tháng 10 năm ngoái Địa điểm ăn trộm đồ đó là nhiều tiệm thuốc ở Tokyo và chính tỉnh khác. Cảnh sát Nhật cho hay rằng Uyên là người hiện nay đang sống tại Kasushika của Tokyo, có thể có nhiều đồng phạm trợ giúp. Theo đài BBC cho hay thì Uyên đã bị bắt vào ngày 17 tháng 9 năm 2019 vì nghi ngờ là lấy cắp 30 món đồ trị giá vào khoảng 80.000 yen từ một nhà thuốc ở Fujinomiya ở tỉnh Shinyoka ở miền trung Nhật Bản vào ngày 20 tháng 11 năm 2018. Cảnh sát cũng cho biết rằng nghi phạm này chủ yếu lấy cắp đồ các tiệm thuốc thuộc cùng một chuỗi cửa hàng. Gần đây thì cảnh sát Nhật đã bắt giữ nhiều nghi phạm người Việt. Vào hồi tháng 10 năm nay thì cảnh sát của tỉnh Nara cho biết là họ đã bắt giữ 7 công dân Việt Nam vì tội ăn cắp thực phẩm chức năng và mỹ phẩm và sau đó thì đem bán lại tại Việt Nam. Cảnh sát cho hay 7 nghi phạm đã đến Nhật Bản theo như diện sinh viên hoặc là một phần của chương trình đào tạo cho lao động nước ngoài. Nhà chức trách Nhật Bản cho hay trong năm 2017, thì người Việt đứng đầu về số vụ phạm pháp ở Nhật Bản với 5.140 vụ phạm tội của công dân Việt Nam, chiếm hơn 30% tổng số vụ tại Nhật Bản và lần đầu tiên đứng đầu trong số các quốc gia có cư dân cư trú tại đây. Và hiện nay thì đang có khoảng trên 350.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.